Đất đó là ba mẹ để lại để xây nhà thờ. Bây giờ anh chị muốn xây nhà thì bỏ tiền ra mua đi miếng khác đi. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua anh chị đi nước ngoài, bây giờ không có nổi tiền để mua miếng đất khác để xây nhà hả? Là anh muốn anh em mình được ở gần nhau. Và cái ý này á, em dám chắc luôn không phải là ý của anh hai, ý của chị dâu đúng không? Về cái mặt pháp lý là cái miếng đất đó là đứng tên của anh hai rồi. Anh hai á thì nghe lời vợ, còn chồng á đi bên người ngoài. Đâu ai coi tôi ra gì đâu. Người ngoài là người ngoài nào em? Em làm lớn chuyện luôn. Bây giờ em nói cái chuyện này cho cô hai với lại chú Út. Nếu mà hai người đó không giải quyết em mời luật sư vô luôn. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Đừng Để Hối Tiếc, phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1.